sáng ngày 17 tháng 10, trời mưa xối xả, nhưng con đường vào thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam tấp nập người ra vào, nghe ngóng tin hai chiếc tàu câu mực của ngư dân địa phương chìm trên vùng biển Trường Sa, Việt Nam. Đến trưa, danh sách ngư dân mất tích đã có, vớt được hai người nhưng sức khỏe đang yếu. Ai nấy có người thân trong danh sách không khỏi đau buồn, gục ngã. Nó cỡ 8 giờ cô đang ở trên đèo, cái rồi có một đứa em nó điện lên nó nói. Họ điện lên luôn đây. Thế là nói là tàu chồng cô đi là bị lật thúng. Bị lật. Ừ. Rồi cô chạy về cô họ tham á thì tụi tàu họ nói là chồng cô giác được là cô mừng kinh. Ừ. Trên tà có anh em chị của chồng hay của cô hả? Chồng cô là chú của vũ tà đấy. Người nhà mình có em là có cho thằng danh sách mất tích không? Người nhà có ông cậu với cô, ông cậu họ với cô mất tích. Trả lời phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết tỉnh đã làm việc với các cơ quan chức năng, yêu cầu các lực lượng khẩn trương cơ động đến khu vực tàu bị nạn ứng cứu. Đặc biệt, lực lượng chức năng đề nghị ngư dân hoạt động ở gần phối hợp tìm kiếm cứu nạn,